Cơm nhà mẹ nấu á thì bữa ăn bữa bỏ, bước ra đời bữa đói bữa no. Năm 16 tuổi con bước ra đời với những hảo mộng ở trong tay, mơ ước được làm cánh chim vượt qua đại ngàn, luôn tưởng mình không sai. Ta sẽ không... Tôi không muốn hơn hui với bạn á, không phải vì tôi sợ bạn đâu, mà bạn nghĩ đi, tôi bạn mà hơn hui á, một thằng chết, một thằng ngồi tù à. Cái người mà khổ nhất á là gia đình của chúng ta. Người khôn ngoan chớ có hận thù, phải phấn đấu lên dù bao nhiêu gió sương kia về đầy mây mờ. Lúc có tiền á đi đâu cũng là bạn, lúc hết tiền gọi bạn hay bao. Lúc nghèo khổ chẳng thấy thằng nào quan tâm và hỏi han, đến lúc giàu sang thì bạn bè không thiếu, chuyện đó quá rõ ràng. Kiếm được đồng tiền của người ta thật là không dễ chút nào. Đời công nhân của tôi á, đi làm một ngày 10 tiếng đến 12 tiếng, về tới nhà cơm nước ngủ nghỉ, ngủ một giấc mở mắt ra áp lực lại tới, bởi vì tôi lại tiếp tục chạy đua với đời. Nhưng cũng đành chấp nhận mà thôi.